Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm chiếc mặt nạ như thế này nhá. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Đấy, mọi người cứ dán làm được nhé. Mình sẽ tạo thành đường viền nhũ như thế này. Rồi, mình bấm thêm một số cái nữa nhé. Mình tiếp tục mình đính lên trang trí nhé. Rồi, mình cứ như vậy mình đính hết những cái hàn này lên nhá. Đây, mình sẽ đính liên tiếp xuống bên này. Mình còn thiếu mất hai hạt nữa. Mình sẽ bấm lên hai hạt nha mọi người. Mình sẽ bấm lên 3 hạt nữa nha mọi người. Đó, mình cứ tụi mình đính vào. Rồi, mình đã đính xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái dây buộc cho nó nha mọi người. Đây, mình sẽ làm dây buộc. Mình sẽ đo hai đoạn dây bằng nhau nhá. Và bằng khoảng một gang tay. Mình sẽ đính vào trên cái đường kẻ mình đã vẽ ban đầu này. Đấy, hai bên mình đều đính vào cái đường kẻ mình vẽ này. Thì nó sẽ đích đều nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ
cho keo thêm một chút vào đó. Đó. Mình áp cái phần mà mình để dư từ ban đầu này, mình áp lên như vậy thì cái dây của mình nó sẽ dính thật chắc vào trong và nó không sợ bị rơi ra nha mọi người. Đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn cái này đi nhá. Đây cho mọi người nhìn cho rõ. Mọi người sẽ dùng tay giật những cái keo khô ra nhá. Lúc mình dán ấy thì keo nó khô, nó sẽ kéo thành sợi sợi như này. Thì bây giờ mình chỉ cần giật ra là được, rất là dễ. Mọi người giật đi để cho cái mặt nạ của mình nó đẹp hơn nhá. Đây này mọi người nhìn này, keo rất là nhiều. Rồi, mọi người giật xong thì mọi người phải phủi đi luôn cho mình nhé. Nếu không thì nó lại dính ngược lại lên cái mặt nạ của mình đấy. Đây là cái mặt nạ mình đã hoàn thành rồi mọi người. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không? Và rất là dễ làm thôi. Và dùng những cái hình học rất là dễ. Kiểu hình thoi này, hình tròn này, đấy. Ai cũng có thể cắt được nhá. Đây là sản phẩm sau khi hoàn thành. Thì mọi người tham khảo cách làm của mình để làm được những cái mặt nạ thật là xinh cho bé chơi Halloween nha. Video này của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye.